Sau khi phát sinh chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường từ ngày 12 tháng 8 đến nay, quận Hải Châu trở thành điểm nóng mới của thành phố với số ca bệnh liên tục tăng cao. Các giải pháp ngăn chặn dịch hiện đang được địa phương triển khai quyết liệt, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Đây là kiệt 524 Hoàng Diệu. Tuyến kiệt này dài khoảng 150m, có hơn 200 nhân khẩu sinh sống, nhưng đến nay đã có 63 trường hợp mắc COVID-19. Mặc dù đã thiết lập vùng cách ly y tế, nhưng sự chủ quan của người dân bên trong khi vẫn tiếp xúc qua lại với nhau được xem là nguyên nhân dẫn đến lây chéo tại đây. Đặc thù là khu vực này là cũng gần chợ mới, cho nên một số người dân là họ liên quan tới chợ đầu mối thì buôn bán hàng hóa, họ nhận ở đó về họ buôn bán lại trong chợ, cũng như là buôn bán các nơi khác. Thì khi mà phát hiện ra cái ca F0 đầu tiên liên quan tới chợ đầu mối thì địa phương cũng đã cho khoanh vùng và cho truy vết xét nghiệm rộng. Hiện nay cũng đã phong tỏa cứng ở đó, cử lực lượng giám sát chặt chẽ 24/24, có công an quân sự. Từ khi phát sinh chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường, tình hình dịch bệnh tại quận Hải Châu diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, mỗi ngày quận có từ 50 đến 80 trường hợp mắc mới COVID-19. Tổng số ca bệnh đến nay là 704 ca, chỉ đứng sau điểm nóng Sơn Trà. Các ca F0 liên tục xuất hiện trên địa bàn liên quan đến cái chuỗi chợ đầu mối. Từ cái chợ đầu mối liên quan đến chợ mới, chợ Đống Đa. Từ đó là các phường hiện nay trên địa bàn quận có 13 phường, thì hết 11 phường là có các ca dương liên quan đến chợ đầu mối. Chúng tôi đã lập tức chỉ đạo các cái đơn vị liên quan, đặc biệt là lực lượng của phường, cho lập các cái chốt phong tỏa về y tế cứng ở các địa bàn đó, thông báo cho người dân biết ở tại chỗ, không có tiếp xúc với người xung quanh. Với 188 ca mắc COVID-19, chủ yếu liên quan điểm nóng chợ đầu mối ngay tại địa phương, phường Hòa Cường Nam hiện có nguy cơ rất cao. Trong buổi làm việc mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương phải tuyên truyền, đồng thời kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm ai ở đâu ở đó, không để lây nhiễm chéo tại khu cách ly y tế và triển khai xét nghiệm tất cả dân tại đây. Cho triển khai xét nghiệm 100% các hộ dân trong vùng đỏ này. Đồng thời thì triển khai việc thí điểm tổ chức hướng dẫn cho người dân và phát test nhanh cho người dân để người dân tự test, và chúng ta là người sẽ kiểm tra lại kết quả này để có một biện pháp cho nó phù hợp. Quận Hải Châu hiện có 81 điểm nóng dịch tễ trên địa bàn. Việc thành phố tiếp tục siết chặt giãn cách sẽ giúp địa phương có thêm thời gian để tăng tốc xét nghiệm, bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng, sớm ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm.